đến với điểm tin game nhập vai số 39 cổ gamehub.vn. Hãy cùng Thùy Dương cập nhật những tin tức mới nhất của các tựa game đình đám xoay quanh thể loại này nhé. Last Eve vừa mới chính thức đánh tiếng, tựa game lấy chủ đề khoa học giả tưởng quy mô lớn đầu tiên của mình trên mobile tại GDC 2016, mang tên là Dawn Pioneer. Như là bối cảnh gợi mở thì Dawn Pioneer đưa game thủ tới một tương lai xa xôi của một công nghệ hiện đại tối tân hàng nhất. Và đây sẽ là đất diễn cho những hiệu ứng đồ họa cực kỳ đẹp mắt, trợ lực cho những trận chiến điên cuồng mà game truyền tải. Và kể tới hệ thống chiến đấu thì Dawn Pioneer còn sử dụng một cơ chế camera mới lạ, cho phép người chơi có thể khóa mục tiêu dễ dàng nhưng lại cảm thấy di chuyển vô cùng tự do. Và là một MMORPG thì Dawn Pioneer cũng tập trung mạnh mẽ vào hệ thống phát triển của người chơi. Nhưng thay vì đi theo hướng cũ thì tựa game này sẽ giới thiệu tới cơ chế phát triển kỹ năng chưa từng thấy trên mobile trước đây. Và với quy mô nhập vai đang bị lặp đi lặp lại trong suốt thời gian qua thì Dawn Pioneer có thể được coi là một cơn gió hoàn toàn mới với những thay đổi cách mạng trong trải nghiệm game thủ. Song hành với nền đồ họa 3D cực kỳ chi tiết và đẹp mắt, đó còn là đội ngũ phát triển dạn dày kinh nghiệm, và Dawn Pioneer quả thực là một cái tên mà cộng đồng mong chờ nhất trong năm nay. Master of Titan là tựa game nhập vai hành động dưới tay của Spygate, cha đẻ của tựa FPS online đột kích trên đấu trường mobile. Và Master of Titan, tựa ARPG cho game thủ gợi nhớ mạnh mẽ về Torchlight, nước tiếng thời xưa. Và với lối chơi của Master of Titan không khác là bao so với những tựa game ARPG truyền thống. Nhưng mà trên tất cả thì điểm khác biệt của tựa game này chính là khả năng triệu gọi và điều khiển Titan trên chiến trường. Và mang tầm thước khổng lồ thì Titan sẽ cho phép nhân vật của game thủ mình cưỡi lên đúng nghĩa quần hảo kẻ địch dưới chân bằng sức mạnh thượng thừa. Và Master of Titan tuy sở hữu lớp áo đồ họa thiên hướng hoạt hình nhưng mà mang tới một không gian đầy màu sắc và hết sức sống động. Với tạo hình dễ thương, tinh nghịch nhưng kết hợp với hiệu ứng ánh sáng từ đòn đánh và kỹ năng thì tựa game đã tạo nên chất lửa hết sức đặc biệt cho những pha hành động. Game dự kiến sẽ cập bến trên nền tảng Android vào đúng ngày 22 tháng 3 tới đây, trong khi phiên bản iOS thì có thể chào dân sau đó không lâu. City Run London là sự hợp tác của hai tên tuổi đỉnh đám, đó là City West Media và Shyway Entertainment. City Run London thực sự là một game đi cảnh đỉnh đám dựa trên bối cảnh của thành phố London năm 1545 cổ xưa, chứa nhiều huyền thoại bí ẩn. Và đội ngũ phát triển của City Run London bao gồm rất nhiều người đến từ các lĩnh vực khác nhau như là nghệ thuật này, văn học này, âm nhạc, phim ảnh, và chính điều đó đã tạo nên chất riêng không thể lẫn với bất kỳ một game nào khác. Kết quả của quá trình làm việc sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên đó là hiệu ứng hoàn hảo của game với lối chơi tinh giản và các bản thu âm linh hoạt phù hợp với từng bối cảnh và khung cảnh. Và thành phố cổ này hiện ra một cách cực kỳ là chuẩn xác. City Run London đã ra mắt bản iOS từ một thời gian và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Sắp tới thì game này sẽ ra mắt trên nền tảng Android và thực hiện phiên bản remaster trên iOS. Với các hiệu ứng mới cùng với tùy chỉnh thời gian rộng rãi hơn khi chơi thì game hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho game thủ. Monster Mountain là một game chiến đấu RPG khủng của hãng game đình đám Funky Panda Games trên thiết bị Android với phong cách chiến đấu vô cùng gay gắt và đầy thử thách. Giống như là một số game cùng thể loại thì Monster Mountain sẽ bắt đầu với những video ngắn và bạn sẽ dần bị kéo vào thế giới chiến đấu đầy khốc liệt và bạn phải dồn hết sức lực để đấu tranh này, thoát ra khỏi nghịch cảnh rùng rợn với sự giúp đỡ của những hướng dẫn vô hình từ những huấn luyện viên in-game. Và với hình thức huấn luyện chơi bằng những chỉ dẫn chi tiết và nền tảng RPG đòi hỏi việc đánh giá và kiểm soát nhân vật cẩn thận thì Funky Panda Game đã làm rất là tốt việc mà giữ được sự tươi mới của Mountain Monster. Và hơn nữa thì bộ sưu tập các tấm thẻ của nhân vật sẽ cho người chơi quyền năng lựa chọn cũng như phát triển các đối tượng kẻ thù đặc biệt. Từ đó họ sẽ tự xác định đối thủ theo sở nguyện của bản thân để giữ cho không khí chiến đấu của chúng ta luôn luôn là tươi mới và không trở nên nhàm chán, bởi nó phụ thuộc vào cách mà bạn quyết định và xây dựng cuộc chiến cho chính mình. Hiện tại thì tựa game này đã có mặt tại Việt Nam. Các bạn cũng có thể cùng gamehub.vn tải game miễn phí qua đường link ở phần mô tả nhé. Sản xuất game Canada Queen Bee Games vừa chào sân game phiêu lưu hành động đầu tiên với tên gọi là Onion Fox trên các thiết bị Android và iOS.
On Enforce là một tựa game hành động trí tuệ và đòi hỏi người chơi phải có chiến lược vô cùng khôn ngoan, tận dụng đầu óc một cách cực kỳ lanh lợi để phát huy tối đa năng lượng của đội quân mà họ đã tuyển chọn từ dàn chiến binh siêu hùng hậu trong hệ đoàn các nhân vật đã được lập trình sẵn. Và các nhân vật được chia ra làm 3 kiểu, có tên gọi là Bowman, Warrior và Wizard. Cả 3 tổ hợp nhân vật này sẽ cùng hòa hợp với nhau, tận dụng sức mạnh của họ để cứu vị vua cuối cùng thoát khỏi sự diệt vong sắp xảy ra. Không chỉ có thế thì Onion Frost còn là một trải nghiệm chơi đơn thần tốc, phủ sóng trên toàn bộ 30 level và trong suốt quá trình chơi. Game sẽ dẫn lối người chơi đến rất nhiều kiểu dạng địa thế, bao gồm cả những điều kiện thời tiết khác biệt, khí hậu bị hủy hoại hay là đa dạng kẻ thù cần đối chọi. Hãy tự trau dồi và nâng cấp lối đánh của bản thân qua 3 chế độ khốc liệt và thử thách hàng loạt để hoàn thành được level của game này nhé. Tất cả những tựa game đã được nhắc tới trong ngày hôm nay thì sẽ có link download ở trên phần mô tả. Các bạn hãy cùng download về và chia sẻ cảm giác với gamehub.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những điểm tin lần sau.